chương không một lục minh bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cho nên đây chính là ta học lên lễ vật liền cái này chung quy là sai thanh toán ai trên bàn sách bày biện một cái đã bị mở ra hộp quà bên trong đặt vào một cái linh thú pfiger u minh long ngồi tại bàn đọc sách trước mặt lục minh mặt không biểu lộ thậm chí còn có chút ghét bỏ dáng vẻ trả lời hắn là đến từ mẫu thượng đại nhân một cái bạo trục Ngươi là đang chất vấn ta phương thức giáo dục. Nghèo nuôi nhi tử ngươi biết hay không? Muốn trứng linh thú, lên đại học tự mình đi chọn. Đốt cháy giai đoạn đạo lý này ngươi không hiểu sao? Được rồi, đợi đến ngươi có con của mình liền sẽ minh bạch làm mẹ nỗi khổ tâm. Quen thuộc một trận thuyết giáo, mẫu thượng đại nhân đầy mặt nụ cười ly khai lục minh phòng ngủ, thật vui vẻ đi phòng bếp cầm lên dao phay, ầm. xoa, Xoẹt xẹt, mờ làm đồ ăn mà thôi, tuy nói động tĩnh có chút lớn. Lục Minh mặt không thay đổi đóng cửa lại, ngược lại đối trên bàn sách hộp quà ông lấy một tia ý cười, chợt trân trọng đem nó cất đặt tại bên bàn đọc sách bên cạnh cất giữ trên kệ bắt mắt nhất vị trí, không thể không nói, phai chế tác cực kỳ tinh mỹ, thật là có loại u lãnh minh tĩnh, làm người sợ hãi khí chất, rất phù hợp u minh long u linh hệ quân chủ thân phận. Lão mụ không có ít phí tâm tư. Lục Minh hiểu ý cười một tiếng, rốt cục vẫn là thu hồi ánh mắt, bật máy tính lên, đem tinh lực toàn bộ đặt ở một trương mục đích bề ngoài. Mục đích bề ngoài liệt lấy một chuỗi các loại đại học danh tự. Đoạn trước thời gian thi đại học kết thúc, hôm nay vừa tra xong phân. Hắn muốn ở trong đó làm ra lựa chọn, lựa chọn một trường học nhập học, mở ra tự mình sinh viên nhai, cùng ngự thú sư kiếp sống. Ngự thú sư Bây giờ thời đại là ngự thú thời đại. Hoặc là nói, Ngự thú thời đại một mực lan tràn đến hiện tại, cái gọi là ngự thú sư chính là chỉ ngự sử linh thú người. U minh long chính là linh thú bên trong một loại. Mấy trăm năm trước, kỳ thật còn không có ngự thú sư thuyết pháp, thậm chí kia thời điểm trên thế giới còn không có linh thú. Nhưng một đoạn thời khắc, thế giới phát sinh biến hóa. Một trận cải biến hậu thế cách cục tiến hóa chi quan rơi vào trên địa cầu mỗi một chỗ địa phương, để đại lượng sinh linh đều tiến vào tiến hóa trạng thái loại tiến hóa này để các sinh linh có được các loại cường đại năng lực, đại lượng ma thú tiến vào bạo ngược, phát cuồng trạng thái, sẽ trách bọn chúng nhìn thấy hết thảy. Đứng mũi chịu sao chính là nhân loại. Có lẽ là nhân loại trí vốn không nghèo, khải linh khí cũng không cho nhân loại cái này một tộc quần mang đến cường đại năng lực, không có to lớn tăng lên. Nhân loại vẫn là nhân loại, nhưng khắp nơi có thể thấy được thực vật giả thú sớm đã không phải trước đây. So với các ma thú cường đại, nhân loại quá yếu. Những này ma thú tùy ý xâm chiếm lấy nhân loại lãnh thổ, tàn sát lấy sinh linh. Các tiên hiền buông xuống lẫn nhau thành kiến tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu nghĩ biện pháp. Có tiên hiền vạch, cũng không phải là tất cả ma thú đều là hung ác, bọn chúng cũng có trận doanh, cũng có có linh trí tộc quần. Thú chi không linh mới là ma. Thú chi khải trí mới là linh. Liện có ma thú linh thú phân chia nhóm chúng ta không nên hoàn toàn kháng cự nhân loại còn có một con đường có thể đi đó chính là cùng linh thú cùng tồn tại cộng sinh cùng chống chọi với ma thú chỉ bằng ma thú linh thú ở giữa trận doanh nhóm chúng ta liền có thể làm được tung hoàng ngang dọc ý nghĩ là tốt nhưng nhân loại cuối cùng quá yếu rất dài một đoạn thời gian bên trong nhân loại đều ở vào phụ thuộc địa vị nhưng trí tuệ của nhân loại hải đăng cuối cùng không có dập tắt dựa vào đã bị trận kia tiến hóa chi quan cải biến hoàn cảnh các tiên hiền nghiên cứu ra minh tưởng pháp cùng một tờ khế ước thông qua minh tưởng có thể để cho tự thân thức tỉnh khác biệt thiên phú đồng thời tại thể nội mở một chỗ đứng ở nhân thể tồn tại ở hư không ngự thú không gian cùng linh thú ký kết khế ước có thể đem linh thú thu nạp tiến vào ngự thú không gian bên trong làm linh thú cùng nhân loại quan hệ so với huyết mạch liên hệ cũng không kém mảy may đồng thời tại ngự thú không gian bên trong linh thú trưởng thành sẽ càng thêm cấp tốc không biết vì sao nguyên nhân nhân loại thức tỉnh thiên phú không có ngoại lệ đều cùng linh thú có quan hệ nhưng đây chính là lập tức nhân loại cần có từ kia thời điểm lên liền có ngự thú sư cái này một từ ngữ đản sinh một cái huy hoàng sáng chói ngự thú sư văn minh ra đời cho tới bây giờ đã là mấy trăm năm đi qua mà thú hiếm khi thấy ở người trước đều bị đuổi vào ma uyên bên trong mặc dù thỉnh thoảng có ma uyên chi loạn bộc phát nhưng đã đối toàn bộ xã hội cấu thành không được quá lớn uy hiếp toàn bộ địa cầu là người cùng linh thú hài hòa cùng tồn tại tinh cầu bất luận là văn hóa giải trí hoặc là chiến tranh chỗ nào đều không thể thiếu người cùng linh thú thân ảnh ngự thú sư cái nghề nghiệp này cũng đã sớm đi vào thiên gia vạn hộ lục minh lâm vào xoáng suýt ý thức không tự nhiên phát tán nhớ lại từng đoạn lịch sử rộng mở cửa sổ thổi tới một trận gió mát để lục minh suy nghĩ thu về tiếp tục lâm vào trầm tư đến cùng lựa chọn cái nào đại học đại học phân phổ thông đại học cùng ngự thú đại học thành công thông qua minh tưởng pháp đã thức tỉnh ngự thú thiên phú cũng mở ra ngự thú không gian mục tiêu tự nhiên là ngự thú đại học ngự thú đại học không ít chia làm rất nhiều loại hình căn cứ khác biệt ngự thú thiên phú có chuyên môn bồi dưỡng chữa bệnh hình ngự thú sư chữa bệnh đại học, cũng có chuyên cách tại bồi dưỡng bồi dưỡng gia đại học, càng nhiều thì là chủ đạo năng lực chiến đấu ngự thú đại học. Cái này cùng ngự thú thiên phú không thể tách rời quan hệ. Ngự thú thiên phú đại khái phân ba loại. Có có thể cùng linh thú tiến hành câu thông công năng hình thiên phú. Có tương đối trực quan tăng lên linh thú thực lực cường hóa hình thiên phú. Cũng có cùng nhân thú hợp thể thậm chí cùng hưởng linh thú năng lực đặc thù hình thiên phú. Lục minh ngự thú thiên phú là một cái tương đối không tệ công năng hình thiên phú, thông linh. Có được cái này thiên phú người có thể thực hiện cùng các loại linh thú tiến hành giao lưu câu thông, tại mấy trăm năm trước tiên hiện cùng linh thú tiếp xúc bên trong, phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Thể hiện đến bây giờ, nó lịch sử tác dụng mặc dù đã không có lớn như vậy, nhưng tương tự là cái hy hữu công năng hình thiên phú dùng cho chữa bệnh có thể càng thêm trực quan nhanh gọn hiểu rõ bệnh hoạn trạng thái, tương đối chính xác hạ đạt phán đoán. Dùng cho bồi dưỡng đồng dạng có thể kéo người thân thiết cùng linh thú ở giữa cự ly, làm ít công to. Dùng cho chiến đấu, linh thú cùng người thú sư tâm ý tương thông, so với người khác có quá nhiều ưu thế. Chẳng những hy hữu, lại là cái giàu cụ là thiên phú. Làm gì đều được. Chỉ luận thiên phú, lục minh thiên phú tương đương không tệ nhưng hắn xoắn suýt điểm ngay tại tại đây. Hắn nghĩ trở thành một tên chức nghiệp ngự thú sư, nhưng hắn phụ thân muốn cho hắn học tập bồi dưỡng, trở về cùng hắn cùng một chỗ kinh doanh linh thú bồi dưỡng cửa hàng. Lục cha là một tên trải qua bồi dưỡng gia liên minh nhận chứng thiên giai bồi dưỡng gia. Mà lại lục minh kỳ thật cảm thấy bồi dưỡng gia kỳ thật cũng rất không tệ, nhưng là lại rất hướng tới ngự thú sư phong quan, vì thế vô hạn xoắn suýt nếu như không phải như thế một cái giàu cù là thiên phú, mà là cái có thế rất trực quan liền có thể minh xác sau này nghề nghiệp thiên phú liền tốt. Thẳng đến mẫu thường đã làm tốt đồ ăn, bị gọi lên bàn ăn, lục minh mới đem xoắn suýt tâm tư thu hồi. Còn đang suy nghĩ đây. Muốn ta nói, ngươi quản ngươi cha điểm này tiểu tâm tư làm gì, ta liền đi ngự thú đại học, nếu là không có trở thành cường đại ngự thú sư, liền trân tru chạy trở về đến cùng ngươi cha học bồi dưỡng, dù sao hắn cũng có thể dạy. Mẫu thượng nhìn ra Lục Minh không quan tâm, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. "Hô hô." Một cái có băng ghế lớn nhỏ, vàng lục giao nhau côn trùng từ dưới bàn cơm mặt nhảy đến bàn ăn bên trên, phát ra tán động thanh âm. "Hô hô, người biết cái đết gì, ăn cơm." Lục Minh kẹp một ngụm đồ ăn phóng tới hô hô trước mặt, ý đồ chắn miệng của nó. Đây là lục mụ số lượng không nhiều hai cái linh thú một trong, "Hô hô, trùng hệ" trừ cái đó ra mặt khác một chỉ là lôi hệ mèo lục lạc, bất quá không có ở bên người, mà là tại nông thôn nhà bà ngoại thay lục mụ làm bạn ông ngoại bà ngoại. Hô hô thành thành thật thật miệng lớn bắt đầu ăn, phá lệ hương. Nhìn lục minh mắt trợn trắng. Ăn uống no đủ, cầm chén đổ đưa vào máy rửa bát bên trong, lục minh chuẩn bị đi trở về gian phòng. Lại bị lục mụ cho gọi lại. Nàng mang theo một cái liền làm hộp đi tới, không nói lời gì liền đè vào lục minh trong tay lục cha linh thú bồi dưỡng cửa hàng không xa dĩ vãng đều là lục mụ cho hắn đưa cơm trưa liền làm lại xoắn suýt xuống dưới đều muốn hết hạn báo danh bao lớn chút chuyện nha ngươi hôm nay giúp ta đưa tiễn thuận tiện cùng ngươi cha hảo hảo tâm sự ngươi hai người liền lẫn nhau tại kia xoắn suýt cũng không tốt dễ nói chuyện cái gì tính xấu quyết định như vậy đi a à. dứt lời một tay lấy lục minh đẩy lên ngoài cửa đồng thời thuận thế đóng cửa lại. Mơ hồ trong đó có thể nghe được, trong phòng lại truyền tới hô hô khen ngợi thanh âm. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.